Những ngày qua, trong khi hàng triệu học sinh sinh viên háo hức bước vào năm học mới 2018-2019, thì trên nhiều trang mạng xã hội, nhất là các trang mạng của những phần tử cơ hội và một số tờ báo điện tử nước ngoài thiếu thiện trí với Việt Nam, đã có những nhận định chủ quan, cái nhìn sai trái, ý kiến lệch lạc về giáo dục Việt Nam. Cần phải vạch rõ chân tướng đằng sau những luận điệu này. Báo Quân đội Nhân dân trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bài Bình tĩnh tỉnh táo cảnh giác trước những cái nhìn lệch lạc về giáo dục Việt Nam của tác giả Thiện Văn trong chuyên mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình. Nguyên cớ khởi đầu từ một clip đăng trên trang mạng xã hội quay cảnh một người được cho là giáo viên tiểu học đang hướng dẫn phụ huynh cách dạy con lớp 1 đánh phần theo cuốn tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục của một giáo sư. Một câu chuyện giảng dạy theo phương pháp mới tưởng như bình thường nhưng nó bị đẩy lên quá mức làm nóng sự luận Nhân cơ hội này, một số người vốn có cái nhìn định kiến cực đoan và những kẻ có tư tưởng cơ hội chính trị bất mãn thù hằn với chế độ Việt Nam đã cố tình làm to chuyện, phức tạp hóa vấn đề, thậm chí gắn vấn đề giáo dục với vấn đề chính trị với những toàn tính xấu. Không chỉ đưa ra các nhận định đầy miệt thị, ác ý như cải cách giáo dục của Việt Nam mấy chục năm nay thất bại vì tư duy tiểu nông, vì bóc ngắn cắn dài. Giáo dục Việt Nam trong 30 năm qua không chỉ rối loạn bởi các đề án hoàng tưởng, tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng, mà còn đối diện với cuộc khủng hoảng suy đổi đạo đức nghiêm trọng khiến niềm tin vào những gì được gọi là cải cách sụp đổ. Có người còn đưa ra cái gọi là kiến nghị rằng nếu không làm được một bộ sách giáo khoa cho gia hồn, giải pháp khả thi là mua một bộ sách giáo khoa của Anh, Mỹ về cho các cháu học. Cháu nào học được thì học, mà không học được thì dịch ra tiếng Việt mà học. Rồi một số người lại đề xuất cái gọi là khuyến cáo. Những thiên thần vô tội không nên và không thể tiếp tục bị đem ra làm vật hy sinh cho các tranh cãi liên miên về cải cách giáo dục và chương trình sách giáo khoa hay các thử nghiệm cải cách thi cử. Họ còn lên tiếng lưu loa ý thức hệ giáo điều trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường vẫn gây nên sự ngộ nhận chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cải cách khiến cho mục đích giáo dục thiếu tính thực tế, sai với lẽ tự nhiên. Trước đó, lợi dụng những sai phạm xảy ra ở hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo 3 tỉnh Hà Giang, Sơ La và Hòa Bình. Một số ý kiến cũng tỏ thái độ hàn học khi cho rằng gia lận thi cử ở Hà Giang là bi kịch từ lối hệ thống. Sự thốn hát của nền giáo dục Việt có gần gốc từ thể chế chính trị. Những lời lẽ trên cần phải phê phán bắt bỏ vì nó đã được nhìn nhận qua lằng kính màu đen, đánh đồng hiện tượng với bản chất lợi dụng vấn đề giáo dục để đăng cài mục đích chính trị thiếu lành mạnh. Về những sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia ở 3 tỉnh nêu trên, ngay sau khi xảy ra vụ việc, những người gây ra sai phạm đã bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam vì đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Những bài thi thí sinh được nâng điểm thi qua quá trình thẩm định chặt chẽ đã bị hạ điểm thi theo đúng quy chế. Có thể nói rằng sự vào cuộc kịp thời, khẩn trương quyết liệt của các cơ quan chức năng góp phần nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc để dư luận xã hội hiểu đúng tình hình tin tưởng vào việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia ngày càng được bảo đảm nghiêm túc chặt chẽ hơn. Có thể nói rằng, việc nhiều người dân cũng như sự luận xã hội quan tâm đến những đổi mới của lĩnh vực giáo dục nói chung, chương trình cải cách giáo dục và sách giáo khoa nói riêng là điều bình thường vì sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân. Người dân lo toàn đến giáo dục là lo toàn đến vận mệnh đất nước. Thế nhưng, cần tỉnh táo nhận diện, phân biệt đâu là những ý kiến thẳng thắn, tầm huyết, trách nhiệm vì lợi ích chung đầu là ý kiến đội xanh phản biện, mà biện thì ít, còn phản thì nhiều. Mặt khác khi nhìn nhận, đánh giá về vấn đề giáo dục, rất cần có thái độ thận trọng, khách quan và cái nhìn biện chứng khoa học. Ví như khi nhận định về tài liệu tiếng Việt 1, công nghệ giáo dục, không nên và cũng không thể chỉ lấy một phương pháp đánh vần mới, không giống cách đánh vần truyền thống, rồi đưa ra hai thái cực, hoặc là phủ nhận hoàn toàn, hoặc là ủng hộ tuyệt đối. Về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định Tài liệu tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục về cơ bản bảo đảm các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn kiến thức kỹ năng của môn tiếng Việt lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Tài liệu này là một trong những phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Việt lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhất là với học sinh vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên sẽ không mở rộng triển khai chương trình để giữ ổn định cho đến khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai từ năm học 2019-2020. Mặc dù cơ quan chức năng đã thông tin chính thức như vậy, nhưng một số người coi việc đánh phần lạ theo tài liệu tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục như là cái cớ để sới tung một vấn đề không mới nhưng lại ẩn chứa những dụng ý chính trị cũ rích khi cho rằng giáo dục Việt Nam rối rắm vì thiếu chất lý, lại không cải tiến được vì không có làn gió mới máu mới vào nền giáo dục, rồi từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục. Xuyên tạp bản chất của nền giáo dục cách mạng Việt Nam đã được bào thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục bền bỉ vun trồng, bồi đắp suốt 73 năm qua. Thực tế, nền giáo dục Việt Nam luôn vận động theo sự phát triển của xã hội. Việt Nam đã tiến hành 3 lần cải cách giáo dục các năm 1950, 1956, 1981 cho phù hợp với từng thời kỳ lịch sử và đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Hiện nay, sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đang được triển khai tích cực với những bước đi giải pháp phù hợp. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia giáo dục, Kể từ khi thực hiện nghị quyết số 29 NQTU của Đảng từ năm 2013 đến nay, nhiều đổi mới trong ngành giáo dục có tín hiệu khả quan. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đang đi đúng lộ trình. Theo kế hoạch đề ra đến năm học 2019-2020, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai ở bậc tiểu học bắt đầu từ lớp 1. Đến nay đã có 24 trường đại học thí điểm tự chủ. Một trong những tài tiệu của ngành giáo dục thời gian qua là chất lượng giáo dục mỗi nhọn tiếp tục được giữ vững Nổi bật là các đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế hàng năm đều đoạt giải cao. Trong tháng 7 năm 2018 vừa qua, 100% thí sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế các môn vật lý, toán học, hóa học, sinh học đều đoạt huy chương, gồm 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Trong đó, Việt Nam là một trong 10 nước đoạt từ hai huy chương vàng trở lên và xếp thứ hạng cao tại cuộc thi Olympic vật lý quốc tế Đặc biệt, thí sinh Nguyễn Phương Thảo đạt tổng điểm cao nhất của thi trên tổng số 261 thí sinh tại Olympic sinh học quốc tế tổ chức ở Iran. Theo báo cáo được Ngân hàng Thế giới công bố ngày 15 tháng 3 năm 2018, 7 trong số 10 hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới đang nằm ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, trong đó sự phát triển thực sự ấn tượng thuộc về hệ thống giáo dục của Việt Nam và Trung Quốc. Ngân hàng Thế giới gọi Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiên phong trong đổi mới giáo dục đầu tháng 6 năm 2018, Quark Quarelli Simon của Anh Quốc, một trong những bảng xếp hạng có uy tín hàng đầu thế giới đã công bố bảng xếp hạng top 1.000 trường đại học thế giới. Trong đó, lần đầu tiên, Việt Nam có hai đại diện là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Những kết quả này thêm một lần khẳng định quá trình đổi mới của giáo dục Việt Nam đang đi đúng hướng, được nhiều tổ chức quốc tế có uy tín ghi nhận. Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là giáo dục Việt Nam chỉ có những thành tiệu, mà cũng đang phải vượt qua những thách thức không nhỏ. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đã nhận thấy những bất cập, hạn chế của ngành giáo dục cần phải khắc phục. Đó là chương trình học có môn còn quá tải, phương pháp dạy học còn thiên về truyền thụ kiến thức nên chưa phát huy được tính tích cực của người học. Việc kiểm tra thi cử còn nặng về điểm số dẫn tới áp lực cho học sinh. Giáo dục đại học chưa đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, những năm qua đảng nhà nước việt nam đã ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm từng bước khắc phục những tồn tại trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo hướng chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở linh hoạt liên thông giữa các bậc học trình độ và giữa các phương thức giáo dục và đào tạo xây dựng nền giáo dục mở thực học thực nghiệp bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo. Từ đầu năm 2018 đến nay, nhiều phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và kỳ họp của Quốc hội đã góp ý, thảo luận sôi nổi về việc sửa đổi Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học hiện hành để sớm thông qua vào kỳ họp gần nhất. Động thái này của Quốc hội cũng không ngoài mục đích tạo ra cú hích mới, động lực mới thúc đẩy sự phát triển giáo dục nước nhà trong thời gian tới. Giáo dục liên quan đến mọi người, mọi nhà và ảnh hưởng mật thiết đến sự ổn định phát triển của quốc gia. Do vậy, khi nhìn nhận, đánh giá về giáo dục, rất cần phải được xem xét toàn diện, thấu đáo ở mọi khía cạnh, đặt trong mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa những thành quả đổi mới đã đạt được và những sức y, lực cản trong lộ trình đổi mới cần phải khắc phục. Không nên lấy một vài cái sai đơn lẻ trong hoạt động giáo dục hay những vấn đề đang còn tranh luận để phủ nhận những nỗ lực đổi mới giáo dục cũng như những thành quả giáo dục của Việt Nam trong những năm qua vì điều đó làm tổn thương đến tình cảm, niềm tin, tinh thần, nhiệt huyết, trách nhiệm cao cả của hơn 1,2 triệu giáo viên, giảng viên và hàng vạn cán bộ quản lý giáo dục đang lặng thầm công hiến cho sự nghiệp chồng người.